Hoàng Nam Audio xin gửi lời chào đến anh em đam mê âm thanh trên toàn quốc. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến anh em một em âm ly mang thương hiệu là Đà Long, có model là PME 2035 mã anh em nhé. Em này về hàng bãi về thì cực kỳ là chất rồi, rất là mới. Anh em nhìn kỹ giúp em ạ. Em này có công suất lên đến 275W nên là rất dễ phối ghép và trị được rất nhiều các loại loa khó tính. Em này sử dụng được 7 cổng đầu vào anh em nhé. Đây này, 7 cổng đầu vào. Em đang chạy cổng CD. Đây là lục bát, tép, bà lăng, lục direct. Đây là đường ra cổng ghi. Em này có thể, đặc biệt là em này có thể là làm được cả dề cho cục bao anh em nhé. Mặt mũi thì là khá là đẹp, công suất rất là lớn. Máy này chạy điện 100 anh em nhé, màu vàng gold. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0981 956 486 để biết thêm thông tin chi tiết ạ. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể ra trực tiếp shop với em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời Hà Nội để xem ha. Sản phẩm này bên em mới về thôi ạ, giá thì cũng không đắt lắm. Anh chị em nào thực sự quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc alo giúp em. Em quay lóc trên cho anh em, máy rất là đẹp. Em này là 275W anh em nhé, chất âm rất là tốt. Em này đánh với những đôi loa cây đan mạch thì là coi như là hết thuốc luôn ạ. Anh em nhìn kỹ góc cạnh rất là đẹp. Anh chị em xem video thì vui lòng cho em xin một lượt like để ủng hộ video ạ, và một lượt đăng ký kênh để được lần sau được cập nhật các cái video mới mà bên em cập nhật. Ngoài âm ly Nhật bãi thì bên em còn cung cấp các cái thiết bị karaoke như vang số, vang cơ, lọc xì, cục đẩy công suất, loa karaoke cũng như các cái mic, thiết bị phụ kiện khác. Anh chị em nào mà có nhu cầu liên quan đến audio cần em tư vấn phối ghép cũng như thông tin về giá thì kết bạn Zalo với em để em tư vấn, hoặc để lại số điện thoại ạ, bên em sẽ gọi lại và tư vấn cho các bác và báo giá đầy đủ các mặt hàng. Em này size rất là dày. Để em quay cái lóc cho anh em nhìn chi tiết này. Ốc rất là mới luôn, nóc chưa có một vết xước. Đó, tổng thể đấy, rất là đẹp. Anh chị em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ giúp em nhé. Bên này, sản phẩm này bên em chỉ có một em này thôi ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Chào các bác ạ, hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo.